Bạn hôm nay mình sẽ unbox một cái bộ mà các bạn thấy là rất là nhiều bài ha. Thì các bạn đoán thử coi mình sẽ unbox bộ nào. Bộ này, không phải. Bộ này không phải. Bây giờ sẽ unbox bộ này. Đây, đây chính là bộ chính mình sẽ unbox hôm nay nha. Cái bộ này bộ Visa Blend Card. Cái bộ này của Alexandra với lại Baskool hợp tác sản xuất ha. Cái version này thì nó sẽ có 3 màu, màu đỏ, màu xanh với màu trắng. Màu trắng là bộ lưu tịch ha. Các bạn thấy không? Bộ Visa hoa văn rất là đẹp. Đây phiên bản Alex Banret ha, Banria ha. Rồi. Đây có chữ ký nè. Rất đơn giản, phiên bản Red Action. Bây giờ mình sẽ khui bộ bài này ra. Cái hộp này ở đây nó sẽ có một cái hình bông hoa rất là đẹp ha. Bông hoa hoa văn rất là đẹp. Đây là mặt bách của nó nè. Trên và dưới nó có hai vòng tròn ha. Đó. À đây là màu xanh. Đây là mặt double back ha. Nó sẽ có lá double back. Đây là Joker. Rất là đơn giản ha. Cầm mấy bộ chân chân. Vậy rất là thơm. Thơm và rất là trơn ha. Cái này bộ Standard Face không có gì khác biệt hết. Anh biết cái trò của em tao. Rồi tớ cầm nó mất, cầm tay của nó. Em làm nó không có giống người ta. Không không. Cái xin ca. Cái ông nào á, nó lộn qua ông đen đen hoài rồi. Cái ông đó là ốc vàng. Rồi. Bây giờ sẽ bạn mình cả Đức Trì sẽ nhận xét bộ này ha. Mới cầm vào thì thấy khá trơn, dễ tốt, mỏng. Spring ok. Bàn. Thì mới khui ra thì hơi khó chơi chứ, mà trong thời gian cỡ một tuần làm quen thì có thể sẽ chơi rất là tốt. Đây là bạn Chiến Lê ha. Chiến Lê sẽ nhận xét bộ này ha. Thank you Minh. Mình là dân kẹt disc và mình cảm thấy giấy tốt nhất của kẹt disc là giấy smooth finish. Nhưng mà lúc mà mình cầm bộ này á thì mình thấy nó rất là ok. Thay vì nó không mỏng như là Vitoso thì mình thấy nó hơi dày. Feel và feel. Fan thì ngon ngon nha, rất là ngon. Spring roll. Cái giấy này thì
chỉ là theo cái feeling của mình thôi nha, feeling của mình thôi. Thì mình cảm thấy nó có một cái chút gì đó của đất nước Trung Hoa, cảm thấy nó rất là cảm giác khám phá rất là ok. Thế Hà Văn đúng không? Hà Văn nó cảm giác như là... Và thay vì nó design theo kiểu cổ điển là một cái vòng tròn ở giữa, thì sẽ design hai cái ở đây thì không sao hết. Nó cũng tạo một cảm giác cổ điển về những cái năm... Mình cảm thấy là nó mang theo cái tính xu hướng của China nhiều. Vậy em mình cảm thấy như vậy. Cảm ơn các bạn. Rồi, xin chào, cảm ơn bạn Chiết và bạn Minh ha.